có nơi nào chỉ cách thủ đô chừng 2 giờ ô tô lại hội đủ những yếu tố về khí hậu, thiên nhiên môi trường thuận tiện cho một chuyến đi du lịch nghỉ mát như ở thị trấn Tam Đảo, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đang từ vùng châu thổ của vùng sông Hồng, con đường nhỏ như phẳng phiu sẽ đưa du khách lên dần đến độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Màu xanh của những cánh rừng ôn đới trải dài bên sườn núi. Phía dưới, mây trắng bay trên những thung lũng sâu thẳm. Chưa đến thị trấn, nhưng thời tiết đã dịu mát như một buổi sáng mùa thu ở đồng bằng. Lên Tam Đảo bao giờ cũng là một chuyến đi kỳ thú và hứa hẹn những khám phá mới ở một vùng đất giàu tiềm năng du lịch và đang được đánh thức qua mỗi thời gian của lịch sử phát triển trên dưới 100 năm. Cảnh quan toàn bộ thị trấn Tam Đảo có thể thu vào trong một tầm nhìn khi đứng ở bất kỳ tầm cao nào của một khách sạn trong thị trấn. Những biệt thự cổ đã phai màu thời gian, xen lẫn với những ngôi nhà mới xây ẩn hiện trong sương mù của buổi sớm mai. Những tia nắng gác trên những sườn núi, trong nền xanh thẫm của những tán rừng buổi chiều, đã làm cho Tam Đảo như là một bức tranh thủy mặc, đẹp và thơ mộng gợi cảm. Khung cảnh đó lại đẫm hơi núi mát lành, càng có sức hút với những du khách đến từ vùng đô thị, đồng bằng đang trong mùa hè nắng lửa. Điều đó lý giải số lượng hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến đây tham quan nghỉ mát hàng năm, cũng do số lượng khách tập trung vào những tháng cao điểm mùa hè. Nên ở thị trấn Tam Đảo, công suất của gần 60 khách sạn và hàng trăm phòng nghỉ của nhiều thành phần kinh tế khác luôn luôn chịu cảnh quá tải, cung không đủ cầu. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông vùng nội thị, các công trình hạ tầng đang trong quá trình hoàn thiện, nên phần nào hạn chế sức thu hút khách và yêu cầu nâng cao chất lượng du lịch và thời gian lưu khách ở lại Tam Đảo trong nhiều ngày. Tam Đảo vào mùa du lịch hè năm 2002, với những kết quả đã có được từ sự chuẩn bị của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của thị trấn. Từ công tác đầu tư đúng hướng của chính quyền, ngành du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều chương trình về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường đang được tiến hành rất khẩn trương để cho du khách đến Tam Đảo được hưởng những tiện nghi phục vụ tốt nhất. Môi trường văn hóa trong du lịch cũng đã được quan tâm với những biện pháp cương quyết như quản lý tệ chèo kéo khách du lịch, tăng cường quản lý các dịch vụ văn hóa để phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự. Đối với thị trấn thì tổ chức cái công tác tiếp đón khách trong cái dịp nghỉ hè cũng như là vào dịp nghỉ đông thì năm 2001 thì anh em tổ chức cái đầu tiên về cơ sở hạ tầng về cái đưa đón khách, phục vụ khách đến nghỉ, ăn nghỉ chú đáo đối với tất cả các nhà hàng khách sạn, và đặc biệt đối với lại cái mức độ giá phòng cũng như là cái ăn uống toàn bộ là đối với thị trấn là so với những năm trước thì năm nay nó có đổi mới là giá phòng rẻ và ăn uống phù hợp và đón khách người ta đến người ta rất hài lòng đối với công tác du lịch thị trấn trong năm 2022. Công tác về vệ sinh môi trường cũng như là về cái du lịch sinh thái ở đây và đảm bảo giữ được về cái nền du lịch ở thị trấn Tam Đảo về đặc thù riêng đó là rừng núi trên thị trấn Tam Đảo mấy năm gần đây thì cũng quy định cụ thể về những cái thứ nhất là đối với nhà khách sạn về cấm đun chặt phá và dùng củi đun để nấu nướng trong bếp là một. Cái thứ hai nữa là đối với là tất cả đặc sản thì thú rừng cũng như là những cái da thú nhồi cảnh phong lan là toàn bộ là đối với địa phương là cấm đối với tất cả nhà hàng kinh doanh cũng như là hộ kinh doanh người ta bán hàng ngoài chợ để đảm bảo giữ được cái môi trường trong cho nó xanh và sạch đẹp về đối với thị trấn Tam Đảo. Thị trấn Tam Đảo đã trải qua một thời gian quá dài không được đầu tư để phát triển thành một thị trấn du lịch nghỉ mát đúng với tầm vóc và vị trí của nó ở khu vực phía Bắc. Vì vậy, việc đầu tư liên doanh liên kết với các ngành, các cơ quan của Trung ương và các địa phương khác trong việc xây dựng nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ du lịch, phục vụ du khách được coi là giải pháp có hiệu quả để khai thác tiềm năng của Tam Đảo trong chiến lược chung của ngành du lịch Việt Nam và nói riêng là du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.
Năm 2001, Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã khởi công đầu tư xây dựng khách sạn Hương Rừng trên diện tích mặt bằng 1.500m2 tại sườn núi phía bắc của thị trấn. Sau gần một năm thi công, đến nay khách sạn Hương Rừng đã hoàn thành và mở cửa đón khách vào mùa du lịch hè năm 2002. Và đây cũng là một trong 4 khách sạn mới được khai trương đón khách, nâng số phòng phục vụ lên 40 phòng so với những năm trước. Hương Rừng là tên của khách sạn, nhưng đó cũng là ý tưởng của các nhà kiến trúc, mỹ thuật trang trí. Để cho những du khách đến đây vẫn được hòa nhập vào không gian xanh của vùng rừng núi, hoặc thưởng thức không khí trong lành từ những bồn hoa, cây cảnh, dòng thác được sắp đặt rất khéo léo ở các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi của du khách. Tính chất hiện đại của khách sạn Hương Rừng còn thể hiện ở những tiện nghi của hơn 20 phòng nghỉ, nhà ăn, hội trường, phục vụ được gần 300 người, hoặc những thiết bị liên lạc viễn thông quốc tế, Internet, được nối mạng, phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc của các du khách. Đây là bước đột khởi của hệ thống khách sạn của thị trấn Tam Đảo, nhằm nâng cao từng bước chất lượng du lịch, nhất là đối với loại hình du lịch nghỉ mát, du lịch sinh thái ở các vùng núi. Dự kiến của Trung tâm Thương mại và Đầu tư chúng tôi thì vào quý tư năm nay thì chúng tôi sẽ xây dựng một khu du lịch sinh thái mới cũng trên cái đất Tam Đảo này. Và trong cái khu du lịch đấy thì dự kiến là có khu bảo tồn động vật hoang dã, khu bảo tồn sinh thái các loài chim thú quý và xây dựng thêm một cái khu vui chơi giải trí để phục vụ ngành du lịch. Vốn quý nhất của du lịch Tam Đảo là hệ sinh thái rừng vẫn được bảo tồn nghiêm ngặt. Bởi vậy, cùng với độ cao hơn 1.000 mét so với mặt biển, đây là nguyên nhân khiến vùng du lịch Tam Đảo có khí hậu ôn đới trong lành. Biên độ nhiệt thường xuyên thấp hơn từ 10 đến 20 độ C so với vùng đô thị trong mùa hè. Điều khá thuận lợi là hiện nay thị trấn đang quản lý trên 232 hectare, trong đó 75 hectare phát triển du lịch, 143 hectare rừng đặc dụng phục vụ du lịch sinh thái, sẽ là những yếu tố cần thiết trong công tác quản lý đầu tư cho sự phát triển của du lịch Tam Đảo hiện tại và tương lai lâu dài. Ý kiến đánh giá về môi trường và chất lượng du lịch của du khách sẽ là những ghi nhận về nét mới của mùa du lịch năm nay ở Tam Đảo. Lên Tam Đảo thì đúng ra là một cái địa chỉ mà nó là gần Hà Nội. Cái khí hậu, cái thứ nhất là cái khí hậu và cái môi trường. Những năm gần đây nó rất là tốt. Khí hậu là nó không phải dùng đến điều hòa mà là cái ngôi trường được bảo vệ tương đối chắc là cái thứ nhất. Thế còn cái mỗi một năm thì thường ra đến Tam Đảo thì tôi đến một trong những cái khách sạn ở trong Tam Đảo, nhưng mà càng ngày thì càng đổi mới và cả cái cách phục vụ hoặc là cũng như là phòng nghỉ là ngày được nâng cấp lên nhiều. Cái cơ bản là cái an ninh trật tự ở trên này và Tam Đảo này cũng là rất là tốt. Về phần khách đi nghỉ là hầu như là không xảy ra một cái vấn đề gì cả. Và vì cái sân chơi của khách lên đây là vẫn còn hẹp, chưa có nhiều cái sân chơi để cho có cái sức thu hút của khách. Và cái thứ hai là về ngôi trường thì rất là tốt, nhưng mà cái hệ mà du lịch sinh thái Tam Đảo còn rất là nhiều tiềm năng mà chưa khai thác được. Chẳng hạn như là một số cái đường mà người làm một cái đường đi dạo trong cái rừng để cho người ta đi cái du lịch trên sinh thái để đi gọi là đi chơi vã cảnh là chưa có mà có thể khai thác được. Hướng phát triển của du lịch Tam Đảo đã được khẳng định trong sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua. Bước chuyển động của Tam Đảo trong mùa du lịch năm 2001-2002 mới chỉ là những tín hiệu vui ban đầu, nhưng đã có quyền hy vọng Tam Đảo sẽ thực sự trở thành vùng du lịch sinh thái bền vững, một điểm lý tưởng của du khách khi chọn cho mình một loại hình du lịch nghỉ mát ở vùng núi phía Bắc. Song khó khăn của Tam Đảo vẫn còn đó trong các vấn đề đầu tư, khai thác quy hoạch vùng dân cư, quy hoạch xây dựng các công trình đô thị, giao thông nội thị, cấp thoát nước, đường điện, công viên văn hóa. Bên cạnh đó, việc tổ chức khai thác những tiềm năng văn hóa của địa phương, xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm đặc sản cho lượng khách du lịch cũng đã đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng trở nên bức xúc, để Tam Đảo xứng tầm với vị trí vốn có của nó trong lịch sử phát triển của toàn ngành du lịch Việt Nam. Đó là những vấn đề không chỉ của riêng Tam Đảo, của riêng tỉnh Vĩnh Phúc,
mà còn của các ngành chức năng về du lịch trong cả nước.